Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các anh đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt bên em bán những dòng xe có giấy tờ sang tên rút gốc toàn quốc nha mọi người nha. Còn những con xe không sang tên được thì bên này cửa hàng em không có buôn bán ha mọi người. Rồi, lời nói đầu tiên thì xin phép cho em gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, mọi nhà được sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn nha. Rồi, Trúc Mô Tô là số điện thoại là 0932047956. Số Zalo của em là 0768447735. Đó, anh em nào muốn kết bạn Zalo thì kết bạn số Zalo giúp em ha. Rồi, Trúc Mô Tô mua bán rất là rõ ràng nha anh em ha. Theo như anh em theo dõi bấy lâu nay thì chắc cũng đã biết rồi ha. Theo dõi nhiều thì chắc cũng đã rành. Bên em bán những con xe là bao ship nè, bao giấy tờ cho tất cả mọi người. Đó, và riêng biệt em bán là những cái dòng xe có giấy tờ hải quan chính chủ hết, chiếc nào cũng phải được sang tên rút gốc nha mọi người. Đó, mọi người cứ mua xe thì cứ sang tên rẹt rẹt thôi, 30 giây thôi, không vấn đề gì hết. Rồi, quay lại chỗ đối chính ngày hôm nay đi ha. Trước mặt tất cả các anh, tất cả mọi người, đây là một con xe của nhà Yamaha. Đó, em quay hồi nãy giờ đây xem anh em có nhận ra được con xe này là con xe tên gì không. Đó, rất là độc lạ luôn, rất là hiếm nha mọi người, dòng này hiếm lắm, đếm trên đầu ngón tay thôi. Thì vì sao hiếm thì xí nữa em sẽ kể liệt kê ra cho tất cả mọi người cùng hiểu ha. Con này là Yamaha Duster 250. Đó, dòng này là dòng xe được sản xuất và lắp ráp nguyên con tại Nhật và xuất sang thị trường châu Âu mình. Đó, châu Âu và nước mình nha mọi người nha, châu Á mình nha. Dòng này là dòng xe 250 phân khối nhưng được sở hữu động cơ 2 máy V, hai bô liền kề nằm một bên. Đấy, anh em theo như anh em cũng đã thấy ha, y chang những con Shadow Phantom thôi. Shadow Aero đồ Bridge đồ y chang hết nha mọi người nha. Máy của nó thì 250, dòng 2 máy V. Dòng 250 thì ít có dòng máy V lắm nha mọi người nha. Đó, 250 thì ít có dòng máy V. Dòng máy của này là nhìn y chang mấy con 1300, 1800 luôn, phân khối luôn ha anh em. Đó, nhìn rất là đẹp, cũng rất là ngầu. Mà vóc dáng thì nó nhỏ gọn hơn nhiều nha mọi người. Đó, anh em nào mà vấn đề chiều cao khiêm tốn này, căng nạng khiêm tốn nhỏ con rồi đó, là con này là anh em sở hữu chạy là trời ơi khói phải bàn luôn rồi. Đó, nó được sở hữu cái dòng động cơ máy V, nhìn rất là hầm hố y chang những con phân khối lớn nhưng mà xác rất là nhẹ luôn. Mà phân khối cũng nhẹ nữa. Đó, anh em nào mà thích mô tô phân khối lớn mà dạng như không đủ sức để chinh phục em nó thì đây là những con xe cho anh em nè. Đó, anh em nào mà thích điềm đạm, thích ngon lành mà vừa có được cái dạng như nam tính một chút nữa. Đó, là con này là y bài luôn ha anh em ha, vừa nam tính vừa nhỏ gọn nè. Tiện lợi nè, dễ chăm sóc, dễ bảo dưỡng, dễ sử dụng lắm, nó nhẹ nhàng lắm anh em. Cái dòng này máy chạy cực kỳ lướt luôn, cực kỳ nhẹ luôn. Nó nổ lên y chang quay rim vậy á. Tại vì con xe này là 250 nhưng mà capo của nó là chưa có móc, chưa có đụng chạm luôn anh em. Bô zin nè, trên nó nổ im ru à. Còn em nào thích tiếng máy lớn to bự thì anh em giờ cứ móc bô hoặc thay bô khác vào thì nó sẽ to thôi ha. Còn xe zin thì nó vậy thôi. Con này là nguyên zin 100% luôn. Đó, anh em có thể thấy ha, rất là đẹp luôn, màu đen chính chủ nha mọi người nha. Sang tên rút gốc toàn quốc. Đây, biển số em nó 15A1 01296. Biển số hãy dừng hai phòng gì đó ha anh em. Thì biển số ở đâu mặc kệ, anh em nào cứ mua thì cứ sang tên rút gốc, đổi biển thôi, đổi cà vạt thôi ha. Còn anh em nào ở cùng tỉnh hay là ở cánh ngồi đó, anh em thích biển số thì giữ lại thôi, chứ không cần đổi biển cũng được. Thì anh em muốn làm gì đó thì làm ha, tại vì xe chính chủ ha mọi người. Vì sao xe này hiếm ha, đó, em xin nói là tại vì những cái dòng xe này á, nó có giấy tờ chính chủ mà sang tên được đó, thì không có nhiều nha anh em. Đa phần có xe chạy ngoài đường là những con xe không sang tên được nè. Thứ hai là xe không đúng giấy nha mọi người nha. Xe như vậy nhưng mà không phải giấy tờ của nó. Nó không sang tên được đâu. Thì anh em chỉ cầm cái giấy tờ đó và đi đường thôi, không có sang tên đổi chủ được. Con này là giấy mà sang tên là đếm trên đầu ngón tay thôi nha anh em nha. Rất là hiếm, rất là ít xe luôn. Xe đã hiếm rồi mà giấy tờ nó càng hiếm hơn nữa. Kiếm một con xe này đã khó rồi ha anh em, mà kiếm giấy tờ chính chủ mua bán sang tên cho anh em nữa thì kiếm đầu ra nữa. Con này thôi một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai rồi. Rồi, anh em nào thích con này thì nhanh liên hệ chứ không kịp bỏ uổng ha anh em ha. Đấy, những dòng này nó cũng cực kỳ hiếm luôn, không có chiếc nhiều chiếc đâu.
Rồi, một dòng chi tiết về xe đây ha, cho anh em tham khảo ha. Xe thì mới lắm, trang xe ben à. Anh em nhìn đánh giá ha, nắp miếng cao su của cốt bánh trước còn nguyên, chất lượng không anh em, rất là chất lượng luôn. Ốc nè, câm niền, da bàn, da bàn hết nha anh em nha, rất là mới luôn, mới keng à. Vỏ lớp, đu lớp, vỏ zin, câm niền zin, phuộc zin, đèn zin, dạng inox và mà chrome của con này thì anh em khỏi phải bàn, khỏi phải chê đi, mới keng sven luôn. Này đèn trước hát in da bàn, này hát in da bàn nha anh em. Đó, tất cả các anh xem video em nhiều thì chắc cũng đã rành, cũng đã biết ha, em quay xe thì anh khỏi phải bàn đi, quay từng con ốc luôn. Nhiều khi mà anh đi xem xe trực tiếp mà chưa chắc bằng em quay đâu ha, thì vì anh nhiều anh cũng không có rành gì xe cho nên anh không biết xem từ đâu và xem những cái gì. Đó, em quay xe thì khỏi phải bàn luôn. Em chỉ cho những cái chỗ cho tất cả cùng anh xem một chiếc xe đẹp như thế nào ha. Cái ráo dừa trước này nó soi mặt được luôn, xi nhan đây, cổ ốc đồ là còn mới keng xà beng luôn nha mọi người nha. Anh em nhìn cái bách cổ này nó nguyên zin nha anh em nha, nguyên zin, cổ bọng là các thứ là chưa động chạm. Ốc chẳng ba chưa mở, là xe này là chưa đâm đụng té ngã cái gì hết nha mọi người nha. Đó, em khỏi phải lo luôn, đâm đụng té ngã là những con ốc này và con ốc này là mở hết rồi ha anh em ha, mở để người ta ép chẳng ba lại thôi. Đó, này ốc chẳng ba nè, ốc cổ chắn trước nè, chắn cổ trước nè, em thấy không, chưa có dấu mỡ mà ốc nó còn bảy màu luôn á anh em. Ốc nó còn mới keng à. Đó, nhiều anh em đi coi xe không biết coi đâu, nó chỉ ngó sơ sơ thôi, thích thì mua thôi, còn đây em quay nè em nói rõ ràng luôn á, máy móc này sạch sẽ khô ráo luôn, ốc tán còn bảy màu nè anh em. Nhìn cái miếng cao su mà đập số này là anh em biết ra chả ít chả nhiều à ha, mới tin nè. Vậy cui luôn, lóc nè, soi mặt được luôn nha mọi người nha, máy móc nguyên zin rất là đẹp luôn. Anh em thấy không nè, cái má côn không mà nó đã mới rồi thì đừng có nói cái gì mà không mới nha mọi người nha. Máy móc nó sạch sẽ khô ráo, dòng này là dòng xăng bơm, xăng hút nha mọi người nha. Đây nó có kho xăng luôn nè, xăng thì xuống trực tiếp động như này và máy nổ thì nó mới hút xăng qua máy nha anh em nha, bởi vì cái dòng này nó rất là tiết kiệm xăng luôn, nó không phải là trả trực tiếp qua bình xăng con đâu, cái này là xăng hút xăng bơm nha mọi người nha. Cái má ốp sườn nè mới tinh nè, nhìn cái sườn không ăn tiền rồi anh em ha. Nước sơn thì khỏi phải bàn, không có vết trầy, không có tì vết luôn á. Audio của con này là 13.686 cây km, rất là khiêm tốn luôn, rất là đẹp. Đây nắp xăng, em sẽ mở nắp xăng cho tất cả các anh cùng xem nó có bị trầy bị mốp không ha. Đây nắp xăng đây ha, mới tinh đó anh em thấy không. Đây ở trong này ha mọi người ha, nó còn màu nhôm luôn nè anh em thấy không, ở trong á nó còn màu nhôm luôn, là chứng tỏ xe rất là mới luôn. Đây, anh em nhìn có thể thấy ha, cái dòng trong của cái nắp xăng đại che á, nó không có một vết xước luôn đó anh em thấy không, rất là đẹp luôn, không bị mốp méo gì hết nha mọi người, còn nguyên à. Hai chìa khóa nguyên zin đó, và khi anh em đóng thì cứ để ngay mũi tên ấn xuống đó, ấn xuống và dặn qua tay trái là xong thôi đó, rất là đẹp luôn. Đây đồng hồ của nó thì mới nằm trên bình xăng. Đấy, nó có thông số báo hết tất cả. Cái đây là quãng đường đã đi nè, quãng đường dạng như từ mình nhà mình tới quán cà phê là bao nhiêu cây nè, 11 cây ha, 17 cây là đây là nó đo được 100 mấy nha mọi người nha, 117 cây rồi. Thế vậy anh ấy muốn về mo thì cứ tua lại thôi đó, đo quãng đường đã đi đó nha mọi người. Đó, ví dụ như từ đây đậu xe đây chạy về nhà là bao nhiêu cây là nó báo hết trên này. Thì nó classic cổ điển Roadster xưa thì nó chỉ xài vậy thôi ha anh em ha, nó vẫn giữ tới bây giờ luôn, xe đời mới bây giờ cũng vẫn vậy thôi, xe đời 2022 gì tới giờ là cũng vậy thôi, classic cổ điển là vẫn classic cổ điển thôi đó, rất là đẹp luôn, không bao giờ mà dạng như bị lãng quên. Đây là nha mọi người nha,
dòng những dòng xe này là không bao giờ bị lãng quên luôn. Theo mãi với thời gian ấy, dạng như nhạc bolero ha anh em. Rồi, rất là đẹp luôn. Con này chiều cao rất là khiêm tốn luôn. Đó, anh em chỉ cần 1m55 là chạy được cái con xe này rồi. Xe này á không phải là nhỏ đâu ha anh em, rất là to, rất là cao luôn, rất là, nói chung là nó không có cao lắm, không thấp lắm, nói chung nó dòng nằm trầm trung á. Là cho nên anh em những cái dòng này á, anh em to hay là nhỏ con không quan trọng, đi đều được hết. Nhưng mà vấn đề chiều cao thôi ha. Nhiều khi mà anh lùn quá thì anh không đi, không chống chân không tới thì cũng hơi cực, hơi vướng. Ở đây là con xe đó đúng không? To, to con hạt nhỏ con thì em không nói rồi, đều đi được. Nhưng mà anh cao á, đi nó hơi dư chân. Còn như anh mà khoảng 1m75, hết 75 đều lùi lại đó, 75 lùi lại là ngồi vừa tầm con xe này luôn. Đó, để chân là vừa tầm luôn ha anh em ha. Đó, là để chân là cái vụ như vậy nha mọi người. Mình ngồi lên và mình để cái chân như vậy nha, mình thắng nha. Là nó vừa. Còn những anh em cao hơn thì hơi dư chân, hơi dư chân thì chạy nó khỏe hơn thôi, không có gì hết. Còn nói gì cái độ chống chân là chỉ cần 1m55 là chống tới rồi ha anh em. Chống là từ trên này chống xuống này, cho nó đứng cái xe lên là gọi là chống chân. Anh em hiểu không? Hiểu ý mình nói không? Nhiều anh kêu sao ừ 1m55 anh nói là 1m75 ngồi nó mới vừa chân, mà tại sao 1m55 là chống chân tới? Thì cái hai cái đó nó khác nhau nha mọi người. Mình ngồi lên yên và mình gác chân lên tới đây thì nó khác. Còn anh em mà ngồi lên thả chân xuống đất là nó khác nha anh em. Chỉ cần 1m55 mà ngồi chống chân tới là dư sức luôn rồi đó. Nhưng mà khi anh em chạy phải gác giò lên chứ, đúng không? Gác giò là nhiều anh giò dài thì lên tới đây, nhiều anh giò thấp thì xuống tới đây. Đó, thì tùy ý anh em thôi. Chạy được hết nha mọi người. Dòng này là to, nhỏ, con gì đi đều được hết. Nó không cái kén tướng. Nó không phải là như những con xe mà 1.300, 1.800 khối là phải cần những anh to bự, có sức khỏe mới gánh, mới gồng được. Còn con này rất là nhẹ nhàng, chạy ai chạy cũng được. U60, 65 chạy bình thường, phà phà hết nha anh em. Có sao hết á. Nhẹ nhàng lắm. 250 thôi mà. Máy nó thì em ru và rù luôn, xí em test máy liền cho tất cả các anh cùng xem ha. Em như xe điện luôn. Nhẹ lắm, chạy nó rất là lướt luôn. Tại vì cặp này là cặp bô zin, chưa có móc bô nha mọi người. Mấy cặp bô zin nè, nó em ru à, không có móc bô đâu. Anh em nào muốn bô lớn, tiếng máy to, bô la làng thì anh em có thể độ bô, chế bô hoặc là móc nhẹ bô, nó sẽ ra một âm thanh khác. Rồi, đây em xin test máy cho tất cả mấy anh cùng xem ha. Rồi, đề thử ha. Ôi, máy móc rất là tuyệt vời luôn. Anh em có thể nghe cái tiếng máy, tiếng bô zin của nó nha. Nó không có hú, không có gầm gì đâu. Tại vì bô zin bô nó còn tiêu, còn giảm thanh đồ trong bô nha mọi người. Em ru, em xì à. Y như quay cúp vậy thôi, không khác gì á. Mà khi mình lên ga mình chạy thì nó cũng ra một âm thanh bô rất là hay, nhưng mà nó không có bằng những con xe bô móc, không bằng những con bô độ ha mọi người. Anh em có thể thấy là cái mạ carom và cái dàn xi inox của xe này nó rất là mới không anh em, nó rất là tuyệt vời luôn. Ốc vải màu hết nè, miếng cao su nào cao su nấy là nó mới toan à, tập bô à. Anh em thấy mình không? Soi gương được hết nha mọi người. Bất kỳ chi tiết nào soi gương đều được hết. Đèn đuốc xi nhanh thì không có thiếu cái gì đâu. Yên này là yên 2 tầng, 2 yên rời ha anh em. Này, yên ngồi sau, yên người ngồi trước. Máy móc thì khó phải bàn rồi, thì thầm mùa xuân thôi. Đèn trước đây ha. Đèn còi xi nhanh đầy đủ hết á. Thiếu cái gì hết. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, anh em nào thích con này thì mau liên hệ với em nha. Tại vì con xe này á, em nói với các anh rồi, nó rất là hiếm luôn. Không có xe nhiều đâu, một chiếc, hai chiếc thôi trên thị trường thôi. Đó, 250 dòng Yamaha Duster 250. 250 mày xài máy V nữa thì thứ nào mà chịu cho nổi đúng không mấy anh? Mà đã vậy còn giấy tờ chính chủ sang tên rút gốc toàn quốc. Đó, mà xe đẹp keng cỡ này nữa thì kiếm đâu ra nữa. Rất là đẹp.
Rồi anh em thích con này liên hệ với em liền ha. Em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0932 047 956, số Zalo của em là 0768 447 735. Con xe này em bán với giá là 135 triệu nha mọi người nha, 135 triệu, bao ship xe, bao giấy tờ cho tất cả mọi người gần xa, nhanh gọn lẹ luôn ha anh em ha. 250 phân khối. Nó phân khối tầm trung của này mà kêu so sánh thì những cái dòng của nó là nha, Honda LA, Custom, Rebel, Virago. Nhưng mà Virago thì được cổ quá rồi, không tính tới ha anh em. Thì dòng Rebel, dòng Custom LA rồi đó là dòng của nó, là dòng phân khúc 250 nha anh em nha. 135 triệu, giá rất là hợp lý luôn anh em. Còn Bell 250 thì nay nó mắc quá rồi, không nói rồi. Nó ngừng sản xuất cái là bắt đầu giá nó đôn lên rất là cao. Thậm chí có chiếc 400-500 triệu chiếc lận. Vẫn phân khúc tầm này luôn. Nó vẫn giấy tờ, vẫn chính chủ sang tên như chiếc này luôn. Mắc hơn gấp 4 lần. Anh em thấy thế nào? Đó, 135 triệu thôi. 250 chính chủ sang tên, máy V, dòng này dòng máy V luôn nha anh em, chứ không phải là một máy như hai máy y như cái con Rebel đâu, hai máy V luôn á. Này là y chang những cái đàn anh 1.300-1.800 phân khối thôi, y chang thôi, chạy ngoài đường thì ai biết 250 anh em. Không biết được đâu ha. Rồi xe thì rất là đẹp rồi, giá cũng rất là đẹp luôn rồi. Anh em nào đẹp trai mua nữa là y bài luôn ha. Đẹp trai phong độ mua nữa là sử dụng là y bài luôn. Rồi em chắc em xin phép dừng video clip tại đây ha. Rồi hẹn tất cả các anh vào một clip tiếp theo, xe tiếp theo. Anh em nào xem video chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi kênh giúp em ha mọi người ha. Để anh em theo dõi kênh thì em có những video clip mới về, xe mới về em quay thì nó sẽ báo tất cả cho tất cả các anh cùng xem video ha. Anh em nào yêu thích video em thì cho em một lượt like, một bình luận. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Trúc Mô Tô trong thời gian vừa qua ha. Trúc Mô Tô xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em rất là nhiều luôn. Rồi anh em nào yêu thích thì alo liền giúp em. Xe rất là đẹp luôn, rất là độc lạ. Rồi anh em nào kết em này thì liên hệ rước em nó về ha. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.